Cô chào tất cả các em học sinh khối 7 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Tiết học hôm nay chúng ta cùng nhau ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kỳ 1 sắp tới môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7. Nội dung bao gồm chủ đề 1: Rèn luyện thói quen, chủ đề 2: Rèn luyện sự kiên trì và chăm chỉ. Trong chủ đề 1, để rèn luyện thói quen ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ ở tại gia đình, À, các em cần thực hiện những công việc như thế nào nè à, như là lau chùi bàn ghế, nhà cửa mỗi ngày nè rửa bát đũa, cốc chén sạch sẽ ngay sau khi dùng à, vệ sinh cá nhân hằng ngày thay giặt quần áo, chăn màn thường xuyên đúng nè ăn sạch uống sạch ngoài ra các em có thể là thường xuyên như là mình dọn dẹp loại bớt những đồ dùng không cần thiết nè để sáng tạo thêm cái không gian lưu trữ mới, phân loại và quy định vị trí các đồ dùng nè, à, xếp các đồ dùng vào đúng vị trí và cất lại sau mỗi lần sử dụng, vân vân. À bên cạnh đó, các em cũng cần thực hiện những việc làm sau để tạo thói quen ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ khi học tập và sinh hoạt tại ngôi trường của mình, như là kê bàn ghế ngay ngắn nè thẳng hàng nè đặt sách vở hộp bút gọn gàng ngay ngắn trên bàn khi sử dụng xếp sách vở ngăn nắp sau mỗi lần sử dụng bỏ rác đúng nơi quy định vân vân à, nếu như các em học bán trú tại trường thì chúng ta nên xếp chăn gói gọn gàng để đúng nơi quy định à, luôn giữ môi trường lớp học sân trường sạch sẽ nha À, như vậy, trong chủ đề 1, các em cần hiểu rõ những hành động, những việc làm nhằm rèn luyện thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ tại gia đình như thế nào, tại môi trường học tập của mình ra làm sao. Khi có được thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ sẽ mang lại một ý nghĩa rất tích cực trong cuộc sống và trong học tập, ví dụ như là tạo một không gian thoải mái, tạo cảm hứng trong quá trình học tập và làm việc. À, tiết kiệm được thời gian tìm kiếm đồ đạc cũng như là thời gian dọn dẹp vân vân à, đồng thời ví dụ như là thói quen ăn sạch ở sạch thì giúp chúng ta ngăn ngừa một số bệnh tật bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cho mọi người vì thế chúng ta cần phát huy rèn luyện các thói quen tích cực này nhé các em à, đồng thời tuyên truyền đến cho mọi người cùng thực hiện nha tiếp theo chúng ta cùng đến với chủ đề 2, rèn luyện sự kiên trì và chăm chỉ một số biểu hiện của tính kiên trì như là theo đuổi mục tiêu trong thời gian dài cố gắng vượt qua khó khăn để đi đến đích nỗ lực tìm cách để đạt được mục tiêu làm thử nghiệm nhiều lần không nản chí đó là một số biểu hiện của tính kiên trì các em cần thực hiện những việc làm sao để rèn luyện sự chăm chỉ trong học tập và cuộc sống một lập kế hoạch cho học tập và các hoạt động khác hai là cam kết thực hiện đúng theo kế hoạch đã đặt ra ba tìm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn để kế hoạch được thực hiện theo đúng tiến độ thời gian và chất lượng bốn tự thưởng cho bản thân khi hoàn thành được mỗi phần việc trong kế hoạch năm thực hiện liên tục các công việc theo kế hoạch đến khi trở thành thói quen làm việc chăm chỉ nhé Tiếp đến, các em cũng cần rèn luyện tính kiên trì vượt qua khó khăn trong học tập và cuộc sống bằng những việc làm như sau. 1. Xác định rõ mục tiêu của bản thân. 2. Xác định rõ việc cần làm, cách thức thực hiện từng công việc để đạt được mục tiêu nè. 3. Sắp xếp thời gian hoàn thành các công việc đặt ra với tinh thần quyết tâm cao. 4. Tìm cách đứng lên khi thất bại. 5. Luôn đặt ra mục tiêu cao hơn để hoàn thiện bản thân của mình và sau cùng một kỹ năng cũng rất là quan trọng đó là rèn luyện cách tự bảo vệ bản thân của mình trong một số tình huống nguy hiểm. Ở đây cô đưa ra một số tình huống thường gặp. Ví dụ đi học trên đường giao thông đông đúc, nguy hiểm có thể xảy ra như là dễ xảy ra tai nạn giao thông hơn nè, qua quẹt lẫn nhau à, Như vậy biện pháp tự bảo vệ mình đó là phải tuân thủ luật giao thông khi chúng ta tham gia giao thông để hạn chế tối đa tai nạn hoặc là không xảy ra tai nạn nha tiếp nữa đó là đi học về muộn đường tối vắng vẻ thì có thể xảy ra cái tình trạng như là bắt cóc nè bắt nạt hay là đi lạc đường chẳng hạn như vậy biện pháp đó là chúng ta luôn đi cùng người lớn hoặc là đi theo nhóm bạn của mình trong thể thao để đạt thành tích cao thì người học viên phải như thế nào à, người vận động viên đó phải luyện tập rất là nhiều có thể xảy ra bị chấn thương như để như vậy để mà phòng ngừa cũng như là hạn chế tối đa cái chấn thương đó thì cần phải chọn lựa bài tập vừa sức là hỏi ý kiến của chuyên gia trước khi tập vân vân một tình huống nữa đó là lao động quá sức bê vác nặng không đúng tư thế thì nguy hiểm xảy ra có thể là gây chấn thương nè ảnh hưởng đến sức khỏe biện pháp bảo vệ đó là gì lựa chọn những việc làm vừa sức giữ tư thế đúng nào, trong lao động nha và hiện nay học sinh cái tình trạng mà thức quá khuya để học bài cũng xảy ra thường à, nguy hiểm đó là có thể dẫn đến đó là thiếu ngủ ảnh hưởng đến sức khỏe của cơ thể suy nhược cơ thể nè trí tuệ vân vân như vậy biện pháp để cải thiện cân đối và phòng ngừa đó là chúng ta sẽ đang xen hợp lý giữa học tập và giải trí thể thao nè tuân thủ thời gian biểu đúng ngủ đủ giấc à, vân vân Rèn luyện sự kiên trì và chăm chỉ trong học tập và cuộc sống mang lại một ý nghĩa tích cực đó là: tạo nên sự thành thục của kỹ năng, đảm bảo sự thành công cho mục tiêu đặt ra, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cơ hội mới của cuộc sống, tạo nên sự tự tin và lạc quan à, vì thế chúng ta cần lan tỏa những giá trị của tính kiên trì và chăm chỉ này đến với mọi người. ngoài những nội dung trọng tâm Cần ôn tập trong chủ đề 1 và 2, các em cần chuẩn bị một số nội dung yêu cầu sau. Thứ nhất, các em sẽ sưu tầm bức tranh liên quan đến một trong hai chủ đề trên. Sự sưu tầm bức tranh này các em sẽ chuẩn bị theo sự hướng dẫn của giáo viên trên lớp nhé. Và thứ hai là các em sẽ tô màu cho bức tranh đã chọn và thực hiện tô màu trong giờ kiểm tra. Nhớ các em phải nêu lên thông điệp của bức tranh em đã chọn đó là gì nha. Chúc các em ôn thi thật tốt. Cô mến chào tất cả các em.